Kể từ khi thông tư số 04 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cảng có hiệu lực, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều lô hàng dương tính với Salmonella trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 25 tháng 9, tổng cộng 55 lô hàng dương tính với Salmonella trên tổng số 6.679 lô xét nghiệm Salmonella, chiếm gần 1%. Nếu không được kiểm tra, xét nghiệm theo quy định, thì đã có trên 1.319 tấn thịt động vật bị nhiễm Salmonella nhập vào Việt Nam. Nguy cơ rất cao gây ra dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu trên 450.000 tấn thịt và phụ phẩm động vật dùng làm thực phẩm. Trong số đó, Ấn Độ là nước đứng đầu về xuất khẩu sản phẩm thịt vào Việt Nam, tiếp đến là Mỹ, Nga, Đức, Hàn Quốc.